vị, cảm ơn quý vị đang cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin hôm nay sẽ có các thông tin đáng chú ý ngay sau đây để quý vị chuẩn bị tốt hơn cho công việc cũng như di chuyển vào dịp cuối tuần này. Thưa quý vị, năm nay thì lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã về cao hơn so với 3 năm trước. Mặc dù là lũ nhỏ nhưng mà vẫn đủ để mang về những sản vật quý giá cho người dân. Và tại Long An ngay lúc này thì quý vị có thể nhìn thấy là hàng loạt các cánh đồng sen đang tỏa hương thơm ngát ở các huyện là Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Bên cạnh đó thì cũng có một lưu ý là vào cuối tuần này thì thời tiết cũng sẽ không thích hợp lắm để quý vị đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cánh đồng sen tại Long An. Bởi vì dự báo là sẽ có mưa dông có thể xảy ra bất chợt. Hai ngày đầu tuần tới thì mưa mới lùi về chiều tối, ban ngày thì có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ trong khoảng 31 cho đến 32 độ. Và không chỉ là ở Long An mà dự báo là mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác của cả khu vực Nam Bộ, dồn dập trong chiều và tối mai. Cảnh báo là mưa to tới 5mm ở những vùng có màu xanh đậm như là quý vị đang nhìn thấy ở đây. Và tại đây thì ngập úng có khả năng cao sẽ xảy ra và trong cơn dông có nguy cơ cao đi kèm với gió giật sấm sét, quý vị cần hết sức lưu ý. Và trong những ngày mưa nhiều như ngày mai thì thời tiết ở Nam Bộ khá là dịu mát. Dự báo là nhiệt độ cao nhất ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các thành phố khác sẽ không vượt quá 32 độ. Và xin được chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên biển. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang bao gồm là các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo ra ngoài khơi của hai huyện đảo là Trường Sa và Hoàng Sa. Vào đêm nay và ngày mai, cảnh báo là có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Quý vị cần lưu ý khi di chuyển trên biển vào điều kiện thời tiết như vậy. Thưa quý vị, bản tin đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.